Chào tất cả các bạn và các em. Đây là video số 2 trong chuyên đề giới hạn dãy số cũng như là giới hạn hàm số. Thì ở video đầu tiên, chúng ta đã giải quyết một số bài tập giới hạn theo kiểu tự luận. Và thầy có nói khi chúng ta đã nắm chắc tự luận thì chuyển qua trắc nghiệm, chúng ta sẽ làm nó nhanh hơn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy được điều đó. Chúng ta đi vào câu số 1. Dãy số nào sau đây có giới hạn không? Ba câu A, B, C đều là dạng đa thức. Chia cho đa thức, người ta gọi đó là phân thức. Thì bữa trước chúng ta đã học, nếu bậc tử mà bé hơn bậc mẫu thì dãy số nó sẽ có giới hạn không. Bậc tử mà bằng bậc mẫu thì đáp số nó chính là hệ số ứng với n bậc cao nhất trên tử chia cho hệ số ứng với n bậc cao nhất với mẫu. Và nếu bậc tử mà lớn hơn bậc mẫu thì giới hạn nó sẽ là vô cùng. Bây giờ chúng ta xét ba câu A, B, C trước. Ví dụ, chúng ta thấy ngay câu A, giới hạn của nó sẽ là 3, chia 1 là 3. Câu B, ở đây 2n cộng 1 bình thì chúng ta khai triển ra thì nó sẽ có bậc 2 nhân thêm n, như vậy trên tử bậc 3 đáp số nó sẽ là bài này, đối với bài này nó sẽ là âm vô cùng. Câu C, thấy ngay bậc tử bậc 3 mẫu bậc 4, như vậy phương án C là đáp số của chúng ta. Câu D, chúng ta không cần phải xét tới, nhưng mà nếu xét tới thì rõ ràng câu D đáp số của nó sẽ là một số. Chúng ta qua câu số 2. Ở video trước thầy có nói đối với dạng giới hạn này chúng ta nên đưa về cùng số mũ, sau đó chúng ta rút cơ số lớn nhất ra. Thì đầu tiên thầy sẽ không có ghi lại là giới hạn, mà để cho nhanh thầy chỉ ghi lại cái phân thức phía sau. Ở đây là nó sẽ là trừ 5 nhân 3 mũ 1 nhân 3 mũ 2n, thì ở đây là 3 nhân cho 9 mũ n cộng 8 mũ n. Dưới mẫu khi chúng ta khai triển ra thì chúng ta sẽ được là 9 mũ n, tức là 3 mũ n bình cộng 2 lần tích 6 mũ n cộng cho 4 mũ n. Và ở đây giới hạn của nó tương tự 9 mũ n dưới mẫu 9 mũ n, thì đương nhiên giới hạn của nó sẽ là trừ 15. Và thầy đang làm theo hướng trắc nghiệm nên thầy đã làm vắn tắt cái quá trình. Nhưng nếu chúng ta làm theo kiểu tự luận, đương nhiên chúng ta phải làm đầy đủ. Chúng ta phải rút 9 mũ n ra, chúng ta sau đó chúng ta rút gọn tử mẫu, và nhớ là chúng ta phải điền vào đầu tiên. Ở đây là chúng ta đang làm theo kiểu trắc nghiệm nên thầy đã được bỏ bớt một số bước phương án tương đương. Chúng ta tiếp tục qua câu số 3. Bữa trước thầy có nói hiện tại chúng ta chỉ có hai kiểu làm chính, một là rút, hai là chúng ta nhân liên hợp. Và những bài như thế này chúng ta chỉ cần rút ra là xong. Và lưu ý ở đây thầy làm một cách rất vắn tắt để phục vụ cho việc chúng ta trắc nghiệm. Bởi vì khi chúng ta làm tự luận thì chúng ta sẽ rút được kinh nghiệm là khi đó chúng ta cần làm bước nào. Thì đầu tiên, khi chúng ta rút n ra khỏi thì thực chất giới hạn này nó sẽ bằng giới hạn của n bình phía sau. Chúng ta chỉ quan tâm đến n với bậc cao nhất là trừ 3 n bình tất cả 43. Thì ở đây nó chính là trừ 27 nhân tiếp cho n bình mũ 3 là n mũ 6 dưới mẫu n bình 2 n mũ 4, tức là 16 n mũ 4. Và rõ ràng trên tử n mũ 8 dưới mẫu là n mũ 6,
Như vậy chúng ta rút gọn, còn lại n đơn tử. N tiến tới vô cùng nhân cho số âm, như vậy đáp số là âm vô cùng. Thầy nhấn mạnh một lần nữa, đây là kiểu làm vắn tắt, tức là làm nháp để phục vụ cho trắc nghiệm. Và nhớ, nếu mà chúng ta làm tự luận thì đương nhiên chúng ta phải làm đầy đủ. Chúng ta qua câu số 4. Câu số 4 này tương tự như câu số 3. Chúng ta chỉ quan tâm đến n với bậc cao nhất trong mỗi cụm này. Như vậy ở đây trừ 2n bình, nó chính là 4n bình. Trừ 3n bình của 3 thì đây là trừ 27n mũ 6. Với mẫu n bình 2n mũ 3 bình, nó là 4n mũ 6. Rõ ràng trên tử n mũ 8 với mẫu là n mũ 8, như vậy đáp số nó còn là trừ 27. Chúng ta qua câu số 5. Thì đầu tiên chúng ta nhận thấy, ví dụ như câu số 5, câu 6 hiện tại nó vẫn là dạng vô cùng trừ vô cùng, tức là dương vô cùng trừ dương vô cùng. Nếu nó cùng bậc và cùng hệ số thì chúng ta sẽ tiến hành nhân liên hợp. Ví dụ như câu số 6, rõ ràng nó cùng bậc đều là bậc 1, hệ số căn 4, 2 bằng nhau. Như vậy chúng ta phải nhân liên hợp câu số 6 này. Nhưng câu số 5 thì chúng ta chỉ việc rút ra là xong. Ở đây chúng ta sẽ rút n, rút n bình ra khỏi căn. N bình rút ra khỏi căn là trì tuyệt đối n, bởi vì n của chúng ta tiến tới dương vô cùng nên phá ra còn lại n. Phía trong này còn lại là 4 cộng 1 chia n trừ 1 chia cho n bình trừ 3n. Chúng ta tiếp tục rút n làm nhân chung, thì phía trong này sẽ còn lại là căn 4. Những phần phía sau chúng ta không quan tâm, trừ trừ 3. Căn 4 trừ 3 là một số âm, n tiến tới dương vô cùng, như vậy số âm nhân cho dương vô cùng thì ra âm vô cùng. Căn 4 ở đây nó chính là 2. Đáp số C. Câu số 6, chúng ta đi vào tính giới hạn. Cùng bậc cùng hệ số, đương nhiên chúng ta phải tiến hành nhân liên hợp. Ở đây là A trừ B, chúng ta sẽ nhân cho A cộng B, nhân đồng thời kết hợp với chia. Như vậy 4N bình cộng N trừ 1. Trên tử A trừ B nhân A cộng B, A bình trừ B bình, bình phương bất căn, 4N bình cộng N trừ 1 trừ 4N bình. 4N bình, 4N bình hết. Thì tới đây chúng ta để ý tiếp. Rõ ràng bậc tử bằng bậc mẫu, như vậy đáp số nó là 1. Ở đây, ngay chỗ này nó cũng là bậc 1, căn 4 là 2 cộng với sau 2, như vậy đáp số 1/4. Nếu bạn nào chưa rõ thì ở đây chúng ta có thể rút n ra làm nhân nói chung. Tương tự chúng ta rút n ra, n rút gọn thì nó sẽ được là 1/4.
Thì còn lại một số câu thì thầy sẽ để dành cho chúng ta tự rèn luyện và thầy sẽ sửa ở video tiếp theo. Em có thể là dừng video và chúng ta ghi những bài tập nào vào vở. Nếu sớm thì là tối ngày 11 tháng 1, nếu muộn thì là tối ngày 12 tháng 1, thì thầy sẽ up video sửa những bài tập này. Các bạn có thể là truy cập vào kênh YouTube Toán cấp 3 hoặc là click vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất từ tác giả. Nếu bạn nào chưa xem video số 1 thì có thể truy cập vào kênh YouTube Toán cấp 3 để xem lại video số 1. Ngoài ra, chúng ta có thể là xem thêm một số video mà phù hợp với mình, ví dụ như là bài tập về dãy số chẳng hạn. Và đừng quên click vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất. Chào tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.